một ghế với một bia nữa. Hôm nay là ngày mùng 29 là ngày quốc khánh ngày nghỉ nhá. Thì mấy bạn K10 cơ điện là tụ họp nhau ở đây. Để anh hàng ấy tắt. Đây mọi người tự giới thiệu đây. Anh Tráng, anh đây là Phùng Văn Tráng. K10MC. K10MC. Vâng. Tôi là cái Đỗ Văn Cổn. Đây nhớ nhớ lại cái tên xem cái hình như là Đỗ Văn Cổn. Nếu không sai. Đại ca. Đại ca gọi là hạng sĩ quan từ từ đây. Đây cần phải giới không cần phải giới thiệu nữa. Vâng. Đây là tiến sĩ bằng gọi là tiến sĩ rùa. Viện phó. Viện phó bằng. Viện phó bằng máy. Anh đây. Anh Hà Văn Lân. Anh Hà Văn Lân là Hungary, chuyên gia Hungary, đúng không? Đúng rồi. Tên từ ngày xưa vẫn là Mai Sĩ Sơn. Lạ gì nữa. Mai Sĩ Sơn. Vẫn là Mai Sĩ Sơn, chưa đổi tên. Mai Sĩ Sơn. Và đây. Cuối cùng chống lụt. Và cuối cùng là đây. Đây là gì đây? Em. Đây em là em xin giới thiệu với các anh em là bồ bình của anh. Vợ của anh Hằng ạ. Bồ bình của anh Hằng. Vâng. Hôm nay là cũng không phải là có nhiều dịp, nhưng mà ngày nghỉ mà đến giờ phút này hầu hết là anh em nghỉ hưu rồi, chỉ trừ có mỗi cái chú út này là chú còn làm còn lâu, thì mới có dịp mà gặp nhau, đúng không? Chưa mà. Đây không xin giỏi. Không xin giỏi, đây không biết xin. Đây đang ở quán lẩu gà đen nhá. Lẩu gà đen ở Linh Đàm. Mua cá sông Đà. Rồi. Nó cao 12 là phải thôi. Ít tuổi 12. Cao 11, có đi bộ đội về xong nó về cao 11 nữa. Cao 12, nó được cao 11 này. Ồ thế à? Bắt được chứ được chứ. Rồi, một tí ăn điều với ta. Điều nó vui quá, hôm nay vui quá. Vâng. Hả? Nó ở quanh đây. Ăn điều ở quanh đây được. Đi chơi quanh đây. Không, mà bắt quanh đây là đến. Cười đâu không biết mà. Bảo anh Sơn anh tổ chức bằng 29. Anh Lân là nhà khu nào? Đẩy cái này sang bên kia nhé. Thanh Xuân à? À cái gần quá. Quay đi mày nói gì Xuân đọc tên này. Thôi cái bài về hưu thì hết bằng có Zalo nhỉ? Ta Viber đâu. Viber đâu? Viber. Có Zalo thì gửi cho em. Zalo có thì mình nói nhắm ra được thế nào nhỉ? Chả ra đây cũng ra. Em đưa Zalo này em cho xem nhé. Tôi được tham gia hộ cựu chiến binh. Trước ngày tham gia. Nó bảo là ông tham gia. Cái này nó tượng cháu sinh 93. Thì em cháu gái. Thơ thần gì nhưng mà em như anh Bác Cổ thì không biết rồi. Cái hồi mà ông Lân thì ông về thì nước này hay lắm. Em đang Zalo hai lần rồi. Không chơi nhận được. Ôi bây giờ chẳng. Mở Zalo của em là anh thấy chứ đấy. Đoạn thơ đọc. Mở cái Zalo của em là anh. Không, anh Lân thì là anh ấy nhiều chuyện ở nước ngoài lắm. Mà hồi ông về thì ông làm rồi bên Tây về mà. Kể chuyện ngũ hổ thành vàng. Ờ, nước này nghe chưa? Hồi lên thế thì cho nên mặc cái quần đùi mà thể thao thì nước bội nhỉ. Ôi giời, riêng cái bộ đồ của ông ấy bên Hung về thì coi tất cả mọi người chạy bằng chân đất ông đi tất dụng chạy nhớ mất cái này là thế nào. Cách đây được khoảng 2 ngày chúng em qua. Ôi vâng, cắt đi rồi, cắt đi rồi. Rồi, vô tư đi. Rồi. Bây giờ có chồng nữa đi. Ông Mắc Cồn này có một bà vợ rất nhiệt tình. À. Đâu cũng đi, đóng vui vẻ lắm. Không công nhận bác gái thì bác cũng được. Tôi ăn cơm nhà Mắc Cồn mấy lần đi. Ok. Bây giờ này em ơi. Có bác C này nhá. Các chàng rể như anh là vô tư rồi. Bà vợ rất nhiệt tình luôn. Đấy. Đứng đầu là bà vợ anh Cồn đây. Tôi là vợ của Dung. Có băng này. Nói chung là vợ rất nhiệt tình. Anh Cồn là hồi ở cái nhà A3 là anh đi bộ đội về hay là anh là cán bộ đi học. Em mà đi ông ấy ở cái xếp và cái đầu nhà A3 đấy. Xong ông ấy là ông ấy có tiền lương đúng không? Đúng rồi, ông ấy là sinh nhật bố tướng.
ông ơi, bố có thứ ông muốn nấu đây, trong số những người ngồi đây có mỗi bố này bố có tiền đi học. Thế bố là tố cáo là thầy giáo này là ông ấy pha chè ông mời ra coi như ngồi uống nước. Thôi ngưỡng mộ cả lớp rồi, ngưỡng mộ ông này. Bố kể đây là khi mà ngày mai bảo vệ bây giờ lại kém thầy hỏi cái mà hỏi cái gì. Thế mà tôi chiều đãi thầy bữa nhiều kia chó. Còn thầy ngày đào xong thầy phun ra là hỏi ông ngồi cái này bố biết được điểm. Không, con đổi thế này. Bây giờ là 7:20 rồi. Của em Toan đấy. Anh nhá. Ngon đấy. Tức này 10 phút nữa về. Sao? Phải về. Mấy giờ rồi? 7:20. Ủa đây không phải chán mà. Mấy câu của cái Xuân gọi điện chưa? Không, Xuân đang đi Thái Nguyên rồi. Mày thế. Mày thế. Tao với mày giải quyết cái vụ ấy là nó đơn giản. Dễ mà. Tao nói với cháu thằng cha này với vợ nó là cùng quê với tao. Nhưng mà nó mất gốc. Bây giờ còn là quê chỗ liền rồi. Đúng mà. Anh em học với nhau là chuyên môn, về mặt chuyên môn đó là cãi nhau nhiều lắm. Nhưng mà về mặt tình cảm thì quá tuyệt vời mà. Vẫn nhớ cái lá thư nó gửi cho em ơi, em nhớ là khi gặp cả hội Sơn nhớ là bà các bà vợ đấy em. Tôi thay mặt em Toan tôi mời từng đồng chí một. Có đủ đấy Toan, tao đến rồi mày cứ yên tâm đi Sơn. Nếu mà không đủ tao nguyên tao thôi vì tao không tao biết răng của mày rồi nhưng vẫn chọn cổ nó mới ra được cái này đấy. Còn thay nó mới ra cái này. Còn em nói anh cảm ơn em ơi, em toàn tính cho vừa phải nhá, phát huy là sau lại mà từ bây giờ đi là nên khi có thông tin lên tham gia này mà em hay đi mà em hay đi với anh tháng 10 tới này nhá, 29/10 này.